một loại cầm thú. Hôm nay tôi bắt cô phải gánh chịu gấp 100 lần con tôi. Mẹ mi còn bảo mẹ lương xấu xa, bỏ chồng bỏ con đi theo trai. Cô không phải là mẹ cháu, cô tránh xa cháu ra. Làm điều xấu ắt sẽ bị nghiệp quật thôi. Con đọc cho mẹ nghe với. Con đi chơi về rồi à? Hôm nay con đi chơi ở vui không? Cô đừng lại gần cháu. Con làm sao thế Moon? Cô không phải là mẹ cháu, cô tránh xa cháu ra. Moon, hôm nay con bị làm sao thế? Thôi được rồi, con đi vào rửa tay đi, rồi ra ăn cơm với bà mẹ. Cháu không ăn, cháu ăn với mẹ cháu rồi, cô tự đi mà ăn một mình đi. Em nói như thế thật á? Anh không nghĩ Mi là người như vậy đâu. Thôi được rồi, chuyện này cứ để anh tính đã nhá. Còn bây giờ em muốn sang thăm con bé lúc nào ấy thì em cứ sang, không cần phải nghĩ ngợi gì cả. Dù gì em cũng là mẹ đẻ của nó mà. Thế đã nhá. Bye bye. Này, anh nhìn tay chân con bé đi, thâm tím hết cả rồi đấy này. Nhìn con bé như này mà em sốt hết cả ruột gan đấy. Moon, con nói cho bố nghe, tay con bị sao thế này hả? Mẹ mi cấu con. Cái gì? Mẹ mi bảo không cho con gặp mẹ Linh nữa. Mẹ mi còn bảo mẹ Linh xấu xa, bỏ chồng bỏ con đi theo trai. Mẹ bảo nếu mà con cùng sống với mẹ Linh thì con sẽ cũng bị lây tính lẳng lơ như thế. Nhưng mà bố ơi, lẳng lơ là gì ạ? Mi, có đúng những lời của mẹ nói là thật không? Tôi thật không ngờ cô lại người như thế đấy. Thì ra là cô không yêu thương nó thì cô cũng đừng nhồi vào đầu óc nó những cái thứ suy nghĩ xấu xa như thế chứ. À, chắc con bé không phải là con ruột do cô đẻ ra nên cô không sót đúng không? Anh thấy chưa? Anh nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta chưa? Anh nhìn cô ta làm gì con anh đây này? Anh không thấy sót à? Chẳng nhẽ anh lại định để cho con sống với cô ta cả đời? Rồi đến một ngày nào đấy cô ta giết chết con anh lúc nào không biết đấy. Cô đúng là loại cầm thú. Hôm nay tôi bắt cô phải gánh chịu gấp 100 lần con tôi. Tôi tưởng cũng yêu con bé thật lòng, ai ngờ tất cả giả dối à? Hả? Anh là bố mà anh cư xử như thế trước mặt con gái của mình à? Cô đừng có mà giả nhân giả nghĩa nữa. Cô thì yêu thương gì nó? Tốt nhất ý là cô cút ra khỏi cái nhà này đi. Ở đây không chứa cô đâu. Được,
tôi sẽ đi khỏi căn nhà này. Nhưng mà trước khi tôi đi ấy, thì tôi phải làm rõ mọi chuyện đã. Anh xem đi. Đau cũng phải chịu. Phải nhớ hết những gì mẹ dặn con nói. Cấm không được nói chuyện này cho ai biết. Nếu con ở Huế văn ra nổi lời, mẹ sẽ đón con đi ngay, để con không bao giờ được gặp bố con nữa đâu. Hóa ra ấy, là lần trước cô đã bỏ anh Kiên để đi theo một người đàn ông khác. Bây giờ anh ta bỏ cô rồi, cô cũng không còn một đồng tiền nào cả, cũng không có một chỗ dựa nào hết, nên là cô mới quay lại đây để phá tôi với anh Kiên đúng không? Linh, thế này là như nào? À, cô có là người không? Làm việc xấu, ắt sẽ bị nghiệp quật thôi. Chị ơi, con xin lỗi, con đã nhầm rồi. Mình, cho anh xin lỗi nhá. Anh đúng là một thằng ngu, kể để cô ta dắt mũi mình. Anh tha thứ cho anh được không Minh? Anh tha lỗi cho bố đi nhá. Đây là chuyện giữa bố và mẹ. Bây giờ mẹ với con mình đi ra ngoài một tí nhá. Mình đi. Mi ơi, cho anh giải thích đã nào Mi. Mi ơi, tất cả tại cô đấy, cô hài lòng chưa? Cô đi. Mi,